Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Thân. Trong tháng cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017, vận trình của người tuổi Thân có không ít biến động. Lại thêm quý thủy tử ở Thân cho thấy rõ dấu hiệu đi xuống của vận trình, nhắc nhở bản mệnh cần phải chú ý yếu tố tinh thần, lúc nào cũng cần phải giữ trạng thái thoải mái, vô lo vô nghĩ thì mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Hơn nữa, điều đó rất có lợi cho sức khỏe. Đi khám sức khỏe định kỳ, chú trọng dưỡng sinh để cơ thể luôn khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật. Sự xuất hiện của thiên hình không chỉ dẫn theo điềm báo hình thương, tai nạn bất ngờ mà còn khiến cho tâm lý của bản mệnh dễ bị xúc động. Tính tình ngỗ ngược, coi mình là nhất, khiến cho đồng nghiệp, bạn bè, người thân khó chịu, nghiêm trọng còn để mất mối làm ăn lớn. Mặt tình cảm có mâu thuẫn lớn, gây mất hòa khí trong gia đình, vợ chồng nên dành nhiều thời gian để sẻ chia cuộc sống hơn nữa. Tử vi sự nghiệp. Tháng này quý thủy tử ở Thân cho thấy rõ dấu hiệu vận trình đi xuống. Bản mệnh nặng tâm trạng trong tháng cuối cùng của năm Đinh Dậu. Vốn không thuộc tuýp suy nghĩ đơn giản và có cách nhìn lạc quan, nhưng nay vì áp lực công việc và nhiều việc xảy ra khiến cho bản mệnh khó mà thảnh thơi. Khối lượng công việc nhiều, nhất là những ngành nghề liên quan đến tài chính, tin tức, kinh doanh thực phẩm, phương tiện đi lại. Nếu không có kế hoạch làm việc cụ thể, tuổi Thân khó mà hoàn thành được công việc theo đúng tiến độ, thậm chí còn bị sai sót, nhầm lẫn, hậu quả khôn lường. Tinh thần làm việc của bản mệnh tuy không giảm nhưng cũng chưa thấy rõ sự nhiệt huyết. Nhất là nữ mệnh làm công ăn lương khá là an phận thủ thường, không chủ động nhận việc và làm việc, hầu như không có dấu hiệu tăng tiến, mọi thứ cứ duy trì ở mức ổn định là tốt rồi. Dưới sức ảnh hưởng của thiên hình, hung tinh, tinh thần những chú khỉ lại càng bị đè nén, dễ xúc động, nóng nảy, gây hấn với mọi người. Bản tính ngỗ ngược lại trỗi dậy, bạn coi mình là nhất, khinh thường ý kiến đóng góp của mọi người, khiến ai nấy đều khó chịu, không hài lòng với bạn. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn còn mất mối làm ăn lớn. Xem thì tinh tháng có lục bạch chủ về tăng tiến công danh, sự nghiệp bay vào hướng chính đông, gặp bát bạch tài tinh tại đó. Đây được coi là phương vị cát tinh có lợi trong tháng, bài trí phong thủy hợp lý sẽ tăng cường sức mạnh của hai cát tinh này, thúc đẩy công việc thuận lợi, sự nghiệp cũng hanh thông. Nếu có thể, gia chủ tuổi Thân nên sử dụng từ hưu, hưu vinh quy, tiền xu ngũ đế, đặt ở hướng đông của phòng khách hoặc bàn làm việc. Những vật phẩm phong thủy như thế này sẽ có tác động kích hoạt cát khí của hai cát tinh trên, mang tới nhiều cát lành cho sự nghiệp. Tử vi tài lộc. Dù công việc áp lực, nhưng bù lại thu nhập trong tháng cuối cùng năm 2017 của tuổi Thân không tồi. Với người làm công ăn lương, cuối tháng sẽ được lĩnh cả khoản tiền lương và thưởng khá hậu hĩnh. Tuy khoản này chưa thực sự khiến bạn mãn nguyện, nhưng nó cũng đã phản ánh đúng thực lực của bạn. Mọi chuyện đã qua rồi, nếu muốn thay đổi, sang năm 2018 nỗ lực hơn nữa là được. Người kinh doanh, buôn bán, hành nghề tự do cũng có một tháng thu hoạch dồi dào, doanh thu đạt được gấp nhiều lần so với tháng trước. Tất nhiên, để có được điều đó, bản mệnh cũng đã phải tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Có điều, nguyệt lệnh lâm tử ở Thân, hàm ý vận trình thăng trầm bất ổn, có lúc khí tốt lành, tranh thủ đẩy mạnh công việc, nắm bắt thời cơ nhanh nhạy, có tiền lãi thu về túi cho an toàn. Đề phòng lúc vận khí xấu, tiền của tổn hao thì lại trở tay không kịp. Lưu ý sự xuất hiện của tiểu hao hung tinh, ngầm báo hiệu sự phá tài, thu chi mất cân đối, chi nhiều hơn thu. Dịp cuối năm phải mua sắm nhiều, tiệc tùng quà cáp biếu xén, nhiều khoản chi tiêu phát sinh bất ngờ như là cưới hỏi, ma chay. Tài vận dù tốt nhưng khó tụ, tuổi Thân vẫn nên lựu cơm gắp mắm, chi tiêu khoa học, lấy tích lũy làm trọng, tránh bị thâm hụt tài chính nặng nề. Tử vi tình cảm. Vận trình tình cảm tháng 12 âm lịch của tuổi Thân giảm sút trông thấy. Gia đình thường xuyên mất hòa khí vì xung đột xảy ra. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì bất đồng quan điểm. Thời gian này, ai cũng bận rộn với công việc, áp lực tài chính lại càng lớn. Thành ra ít có thời gian để sẻ chia, đẩy tình cảm đi vào lối mòn. Vợ chồng dễ xung đột về chuyện tiền bạc, con cái hay việc đối nội đối ngoại. Ngày như việc mua sắm, sửa sang nhà cửa, biếu xén quà cáp nhà nội nhà ngoại cấp trên cũng đã gây mâu thuẫn căng thẳng. Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh lúc giận hờn vì công việc bận rộn, chuẩn bị Tết nhất cũng mất nhiều thời gian. Cái chính là người tuổi Thân cũng khá đồng đảnh, dễ giận hơn vu vơ, nên chỉ cần gặp một chút vấn đề không thoải mái là có thể bùng cháy ngay lập tức. Người độc thân vận đào hoa kem sắc,
một mối tình vừa chớm nở thì đã vội tắt. Có vẻ như đó chỉ là cảm giác thoáng qua, không xuất phát từ sự chân thành, nên dễ dàng nước chảy bèo trôi. Đến khi nào bản mệnh học được cách yêu thương thực sự, khi ấy tình yêu mới bền vững. Xem cửu cung phi tinh tháng, có nhất bạch đào hoa bay vào hướng Tây, gặp tam bích chủ về thị phi, mâu thuẫn, tranh chấp. Sức mạnh của nhất bạch ít nhiều giảm sút do sinh, hung sinh tinh, thủy sinh mộc, lại vô tình thúc đẩy hung tính của tam bích thêm vượng. Đây được coi là phương vị hung ở trong tháng. Tại phương vị này, có thể bài trí hoa tươi, biểu tượng kỳ lân hoặc là đồ trang sức có biểu tượng kỳ lân để kích hoạt đào hoa vận. Bên cạnh đó, hạn chế để các thiết bị phát sinh tiếng rung, động hoặc là tiếng ồn như là tivi, tủ lạnh, chuông gió, thác nước nhân tạo. Tại hướng Tây, kẻo làm hung tính của tam bích tăng mạnh, gián tiếp giảm vận đào hoa. Tử vi sức khỏe. Yếu tố tinh thần có tính chất quyết định đến thể trạng, sức khỏe của tuổi Thân trong tháng này. Vì tâm trạng thường xuyên bất ổn, bản mệnh suy nghĩ ngợi nhiều, khó mà có được giây phút thảnh thơi. Mà càng nghĩ thì càng lo, càng bế tắc, khiến cho ăn uống kém ngon, giấc ngủ kém chất lượng. Từ đó gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như là sụt cân, táo bón, căng thẳng thần kinh. Bởi thế trong mọi tình huống, tuổi Thân hãy thật bình tĩnh, cân bằng trạng thái tâm lý, đừng để bi quan hay xúc động quá nhiều, đều gây ra tác hại cho sức khỏe. Tâm sự chia sẻ với bạn bè, người thân nhiều hơn cũng là cách giúp giảm bớt áp lực về tâm lý. Trong tháng dù được mời ăn uống tiệc tùng nhiều, nhưng đa phần bản mệnh không hứng thú, ăn uống kém ngon, thường có cảm giác chán ăn. Cần phải chú trọng về cân bằng chế độ dinh dưỡng, hạn chế những thực phẩm có quá nhiều chất đạm và béo. Thay vào đó hãy tăng cường thực phẩm có nhiều chất xơ như là rau củ quả. Như vậy sức khỏe mới được đảm bảo. May mắn, tháng này bản mệnh được thái tuế trường sinh, khả năng phục hồi thể trạng khá tốt. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, các vấn đề gặp phải nhanh chóng bị xử lý, trả lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt vốn có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 12 âm lịch năm 2017 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.